Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17 tháng 11, nhóm 6 thanh niên ăn nhậu tại phòng trọ trong con hẻm trên đường số 6, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối thì nhóm này rủ nhau ra quán karaoke và xảy ra mâu thuẫn tại đây. Tới hơn 23 giờ, nhóm này tính tiền về lại phòng trọ trên đường số 6, phường Linh Xuân. Khi vừa về đến phòng, thanh niên tên Quang quê Nghệ An bất ngờ chạy vào phòng lấy dao rồi chạy ra đâm liên tiếp vào hai thanh niên tên Phạm Tiến Dê và Phạm Văn Hắc cùng 26 tuổi quê Quảng Bình. Sự việc khiến Dê bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Con Hắc vẫn lái xe máy đi được khoảng 200m thì gục chết trên đường số 6. Riêng Quang sau khi gây án đã bỏ trốn. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, mời những người nhậu chung với nạn nhân về đồn để lấy lời khai. Hiện công an đang truy bắt Quang.